Tiếp tục hành trình đến với những điểm trường khó khăn, xa xôi. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một ngôi trường tại tỉnh Hà Giang. Tại đây các thầy cô giáo đều phải di chuyển nhiều giờ đồng hồ mới có thể tới được điểm trường. Cũng vì quá xa xôi mà cơ sở vật chất nơi đây cũng vô cùng thiếu thốn. Thiếu lớp học, thiếu nhà lưu trú giáo viên, thiếu bếp ăn và thiếu cả những bữa cơm có thịt. Thế nhưng các thầy cô giáo và học trò tại đây vẫn đang ngày ngày cùng nhau vượt khó vươn lên để dạy và học cho tốt. Liên tiếp những đợt không khí lạnh kèm mưa khiến cho mùa đông tại vùng cao Hà Giang càng rét buốt. Ngôi nhà đất này từng là lớp học của học sinh mầm non điểm trường Cốc Sa. Các cháu học ở tại cái lớp học cũ nát như vậy thì tôi thật sự rất là xót xa. Sau khi trường tiểu học đã được lắp ghép xong thì trường tiểu học cũng đã dồn lớp vào, cũng gọi là học ghép để cho một phòng riêng cho các cháu mầm non. Phòng học mượn tạm chỉ đủ cho 35 bạn độ tuổi 4 đến 5 tuổi được ưu tiên đi học vì sắp vào lớp 1. Dù cho sĩ số trẻ em thôn Cốc Sa đủ độ tuổi tới trường là 51 em. Cũng thấy rất là thương các cháu bởi vì không được đến trường, đến lớp học các con thì cũng không ai trông, phải theo bố mẹ đi làm nương, làm rẫy. Thiếu lớp học, bởi vậy nhà ở cho giáo viên cũng chẳng lấy gì ra để tươm tất. Túp lều này hiện là nơi ở của thầy giáo cắm bản. Ngôi nhà này là trước là cái bếp cho các anh chị em giáo viên ở đây. Năm nay là học sinh nó đông lên, thế là thêm giáo viên mới vào, thế là không đủ phòng để ở. Thế là em tạm là em chuyển sang đây để ở. Mưa to thì vẫn dột, còn mùa đông thì chắc chắn sẽ lạnh. Kể cả khó khăn hay vất vả như nào thì mình vẫn quyết tâm ở lại. Vì mình nghĩ đơn giản là dân ở được thì mình cũng ở được. Ở nơi thiếu thốn đủ thứ, chỉ duy nhất một thứ có dư, đó là nghị lực vượt khó, là tình yêu thương trò của cô thầy. Con nhà thì đi hơn một tiếng, còn trời mưa thì các con đi có lúc còn 2 tiếng mới đến lớp. Các thầy cô thì rất là thương các con bởi vì các con đi học ở đây đi học rất là xa nên các con gói cơm đi, xong là các con không có canh. Sao lại không cháy rồi? Mưa được củi nó ướt, nó không cháy được, nó khó nhiều. Bình thường là các con ăn xong nếu mà không có canh là các con hay lấy nước lã để uống, sợ các con đau bụng nên bọn em trong tuần mỗi người một gót đủ ít để mua mì tôm ấy, để lên đây để nấu với lại rau cải cho các con chắc cơm ăn ấy ạ. Với những đứa trẻ nơi điểm trường lẻ xa xôi, bữa ăn có thêm bát canh mì tôm đã là điều vô cùng đặc biệt. Vượt quãng đường xa từ Hà Nội tới Hà Giang, mất thêm 2 tiếng di chuyển trong mưa. Vượt qua những con đường lầy lội, những vị khách đặc biệt phương xa đã có mặt trao tặng cho các em học sinh những món quà ý nghĩa. Hôm nay đến với điểm trường Cốc Sa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, chúng tôi quyết định dành tặng điểm trường 2 nhà lớp học trị giá 300 triệu đồng. Hy vọng rằng món quà này sẽ giúp thầy cô và các trò yên tâm học tập. Đây là một quà hết sức thiết thực đối với điểm trường Cốc Sa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Một nhà lớp học an toàn và khang trang hơn sẽ được xây dựng trong tương lai, hứa hẹn một mùa đông ấm áp và đầy đủ hơn đến với thầy trò tại điểm trường vùng khó. Đúng là ở nơi thiếu thốn đủ bề thì lại là nơi mà nghị lực vươn lên chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ. Ở những điểm trường xa và còn nhiều khó khăn như điểm trường Cốc Sa thì tình yêu thương và tinh thần lạc quan vươn lên của thầy và trò là điều giúp cho những con chữ được tiếp tục trao truyền nơi vùng cao. Và đó cũng là nơi để tình yêu thương và sự chung tay của cả cộng đồng có dịp được lan tỏa để bù đắp cho những thiếu thốn hiện tại và cho những ước mơ đến trường thành hiện thực.